Đố anh bắt được ốc mượn hồn. Thì thời gian vừa qua có rất là nhiều bạn đưa ra những cái câu đố cho mình về chủ đề ốc mượn hồn này. Trong đó có bạn Trung Hiếu Lê nè, nào đi bắt ốc mượn hồn đi anh. Rồi có bạn Nguyễn Thành Phát, nếu đi biển mà gặp ốc mượn hồn thì sao anh. Và rất là nhiều bạn đưa ra thử thách về ốc mượn hồn. Thì video này dành cho các bạn đấy. Khi ra biển Vũng Tàu, nếu bạn gặp con này thì tốt nhất bạn chỉ nhìn ngắm nó, chơi với nó, cho nó kẹp một lúc xem có đau hay không, rồi thả nó đi. Con này thực ra ăn được nhưng mà rất là ít người ăn, tại vì thịt của nó rất là ít. Nhiều bạn còn nói con này là ốc mượn xác chứ không phải mượn hồn. Nhưng mà thực ra mình thấy nó cũng đúng. Con này nó mượn xác chứ nó đâu có mượn hồn. Nó mượn vỏ con ốc khác mà. Nhưng mà không hiểu tại sao nó lại kêu là ốc mượn hồn. Cái này khó quá, thôi bỏ qua đi. Vậy là mình đã giải được câu đố của các bạn rồi nhé.